Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin Napinse Việt Nam. Nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận trong hoạt động bán lẻ xăng dầu, từ năm 2012 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố tiến hành hai đợt thử nghiệm in chứng từ cho cột xăng bằng hai công nghệ khác nhau. Kết quả thử nghiệm trong hai đợt này đã được công bố vào sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy, bên cạnh mặt làm được theo mục tiêu thì công nghệ thử nghiệm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Tuy nhiên, đại diện sở này cho biết sẽ tiếp tục nhận đóng góp ý kiến và nghiên cứu hoàn thiện để hướng đến áp dụng đại trà trong tương lai. Trong lần thử nghiệm thứ hai giữa năm nay, giải pháp công nghệ được chi cục đưa ra là lắp đặt thiết bị in tự động cho trụ bơm xăng theo nguyên lý ngoại biên, không tác động trực tiếp vào trụ bơm. Giải pháp này giảm được chi phí đầu tư ban đầu, hạn chế được tình trạng gian lận, nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện về công nghệ. Đơn cử như có tỷ lệ sai số trong khoảng 500 đồng một lần bơm. Máy in chưa thể xác định được tổng lượng chứng từ đã in trong một ca làm việc. Mỗi lần điều chỉnh giá xăng dầu thì phải ngưng hoạt động hệ thống in và chờ kỹ thuật đến cài đặt lại. Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố cho rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp thu góp ý từ các bên để hoàn thiện công nghệ. Đồng thời, đề xuất quy định lên cơ quan cấp bộ để hướng đến việc các trạm xăng có thể in chứng từ nhanh chóng và thuận tiện nhất khi nào khách hàng có yêu cầu, đáp ứng yêu cầu chống gian lận trong hoạt động bán lẻ xăng dầu. Hiện nay thì chúng tôi đang có suy nghĩ, có hai cái hướng đề xuất. Thứ nhất là sẽ ban hành một cái quy định, tất nhiên là cái này là thuộc quyền của bộ rồi, sẽ ban hành một cái quy định về việc là khi mà các cái cây xăng cần phải có cái chứng từ khi có yêu cầu. Cái thứ hai á, quan trọng hơn á, là có lẽ phải ban hành một cái quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về các cái thiết bị in này. Bên cạnh nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ thành phố, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng cho biết đã từng nghiên cứu nhiều phương pháp in chứng từ cho khách. Việc gắn thêm thiết bị in cho trụ bơm cũng đã được thực hiện nhưng phải gác lại vì không thể kết luận được khả năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và các loại máy in không đủ bền để in tần suất giao dịch cao với trung bình 10.000 lượng một ngày của hệ thống. Phương pháp nhập trụ bơm thiết kế sẵn thiết bị in từ Nhật Bản cũng đã được triển khai thử nhưng chi phí quá cao. Do đó, hiện nay, Petrolimex đang thử nghiệm một hệ thống kết nối mạng từ CPU trụ bơm đến hệ thống máy tính và phần mềm đặt tại văn phòng trạm xăng có thể in hóa đơn chi tiết khi hành khách yêu cầu. Tuy nhiên, cách này không thuận tiện cho khách hàng dùng xe máy. Còn trong sáng nay ngày 6 tháng 10, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục có văn bản đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép giảm giá cước gọi ngoại mạng xuống bằng nội mạng nhằm khuyến khích tiêu dùng. Trước đó, vào hồi tháng 7, Viettel cũng đã đưa đề xuất này một lần lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Viettel cho biết nếu được phép áp dụng chính sách một giá cước không phân biệt nội mạng và ngoại mạng, thì doanh thu của tập đoàn cũng sẽ chỉ giảm 1,5%. Đại diện tập đoàn này cũng cho rằng có thể lưu lượng thoại sẽ tăng lên sau khi áp dụng chính sách này và bù đắp phần sụt giảm doanh thu từ việc giảm cước ngoại mạng. Viettel cũng cho rằng việc giảm giá cước thoại cũng là giải pháp trước xu hướng nhu cầu thoại đang giảm nhưng sử dụng 3G lại tăng mạnh. Cùng với đó, dịch vụ OTT cũng gây sức ép đối với dịch vụ thoại. Nếu không giảm cước dịch vụ thoại sẽ khó kích cầu người dùng sử dụng dịch vụ này. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ yêu cầu Viettel và các doanh nghiệp viễn thông khác báo cáo giá thành dịch vụ di động để làm cơ sở cho Bộ phê duyệt các đề xuất về điều chỉnh cước bởi giá cước phải được xây dựng trên cơ sở giá thành. Hiện Vinaphone và Mobifone chưa đưa ra bình luận gì về đề xuất của Viettel. Mua bán trên mạng Internet đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này, thì thời gian gần đây, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, thậm chí là lừa đảo đang diễn ra ngày một nhiều, công khai và rất khó kiểm soát. Chỉ cần gõ tên sản phẩm và thương hiệu cần mua lên công cụ tìm kiếm của Internet thì ngay lập tức tôi có thể nhận được hàng hà sa số những kết quả từ các cửa hàng kinh doanh online với nhiều mặt hàng cùng một mẫu nhưng với mức giá rất bất ngờ và có khi là không thể tin được. Tôi có thể ví dụ ngay đây một mẫu đồng hồ T-shirt mã T003 được một trang web bán hàng theo nhóm bán với mức giá 2.500.000 đồng. Theo cái nhà cung cấp của cửa hàng này thì nếu mua tại đây thì khách hàng sẽ được giảm đến 69% vì mức giá gốc của chiếc đồng hồ là khoảng 5.5 triệu đồng. Thử tìm mẫu đồng hồ này trên một trang web bán hàng uy tín khác mà được khá nhiều người biết đến là amazon.com thì tại trang web này mẫu đồng hồ cũng đang được giảm giá nhưng mà mức giá sau khi giảm là khoảng 200 đô la chưa kể tiền ship và bán tại thị trường Mỹ, tức là khoảng 4,2 triệu đồng tiền Việt Nam.
Một so sánh nhỏ nhỏ giữa mức giá 2,5 triệu đồng và 4,2 triệu đồng cũng có thể làm cho những người tiêu dùng thông thường như tôi khá nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm. Trên một trang bán hàng theo nhóm khác, mẫu kính mặt gương của thương hiệu nổi tiếng Ray-Ban chỉ được bán với giá 95.000 đồng. Nhà cung cấp cho biết mức giá gốc trước khi giảm giá của sản phẩm này là 220.000 đồng. Trong khi đó, kính Ray-Ban chính hãng loại mặt gương được bán trên Amazon có giá thấp nhất cũng gần 90 đô la, tức là gần 1,8 triệu đồng. Hay như chiếc túi xách LV được quảng cáo là sang trọng và sành điệu như thế này, chỉ có giá 175.000 đồng. Loại thắt lưng cho nam gắn hiệu Gucci, Hermes hay Lacoste chỉ có giá từ 300 đến sắp xỉ 1 triệu đồng. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin, thị trường thương mại điện tử cũng ngày càng sôi động. Bên cạnh những tiến bộ và các đơn vị kinh doanh nghiêm túc, thị trường vẫn chứng kiến một thực trạng bát nháo, lộn xộn và tràn lan hàng giả, hàng nhái thương hiệu. Thực trạng này đến từ nhiều phía. Nói một cách nôm na thì thị trường thương mại điện tử Việt Nam giống như một ngôi chợ rất to, hàng hóa rất nhiều và người bán thì cũng rất đông. Nhưng khả năng quản lý giám sát của cơ quan chức năng thì cũng đang có giới hạn. Cụ thể, theo thống kê, hiện có trên 1.100 doanh nghiệp đăng ký website bán hàng qua mạng tại Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin của Bộ Công Thương. Nhưng trên thực tế, chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 86.000 tên miền website thương mại điện tử đang hoạt động. Đó là chưa kể các cửa hàng online đang phát triển mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo đánh giá của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, việc quản lý các website thương mại điện tử tại các địa phương hiện vẫn chưa chặt chẽ do thiếu nhân lực và sự phối hợp của các cơ quan chuyên ngành. Mới đây, trong hôm 27 tháng 9, trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, Bộ Công Thương cũng cho rằng hạn chế lớn hiện nay là thiếu cán bộ, không có sự chỉ đạo thông suốt từ bộ xuống các chi cục quản lý thị trường địa phương vì qua nhiều tầng nấc trung gian. Trong khi đó, từ khi gia nhập WTO, thị trường hàng hóa vẫn ngày càng phát triển ngày một đa dạng và rộng lớn. Khi mà chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì có thể nói đấy là một cái điều kiện, một cái yếu tố rất là khách quan, cũng làm cho cái việc làm hàng giả, hàng nhái chỉ một cái ngành nghề thôi thì đã rất là nhiều các cái nhãn hiệu khác nhau trên thị trường. Vì vậy cái việc kiểm soát cái hàng giữa hàng thật và hàng giả là một cái việc cực kỳ khó. Mặt khác, khả năng tồn tại và phát triển của hàng nhái, hàng giả trên mạng không chỉ được duy trì bởi việc đánh lừa người tiêu dùng, mà còn do sự chấp nhận của người tiêu dùng khi mức chi trả còn có giới hạn. Khi mà mức sống và cái thu nhập thấp, thì cái xu hướng là tìm kiếm những cái sản phẩm có thể là nó không tốt hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của con người và với những cái giá cả có thể nói là thấp hoặc là chấp nhận được, thì đấy là xu hướng bình thường. Đấy là cái tình trạng bình thường. Quay trở lại với người tiêu dùng, trong lúc này bất cứ khi nào lướt chuột để mua một món hàng trên mạng, nếu không đủ tỉnh táo và thông tin, người tiêu dùng không chỉ có thể nhận được những món hàng kém chất lượng mà đôi khi còn nhận được những cú lừa rất nghiêm trọng hơn nữa. Điển hình là vào cuối tháng 4 năm 2014, phòng PC46 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phá một đường dây bán hàng lừa đảo qua mạng với số tiền lừa đảo xác minh ban đầu hơn 700 triệu đồng. Thủ đoạn của đường dây là thông báo giảm giá 60% toàn bộ sản phẩm rao bán trên website www.iphonehot.net và khách hàng sẽ nhận được hàng ngay sau 48 giờ kể từ khi chuyển tiền mua hàng. Vì ham hàng giá rẻ nên đã có hàng trăm người chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để mua hàng. Kết quả tất cả các khách hàng đều nhận được hàng Trung Quốc cũ, hư hỏng, thậm chí là đồ chơi không thể sử dụng được. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm, Cục đã nhận được gần 800 đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có tới 74% là khiếu nại về thương mại điện tử, mua bán trên Internet. Hành vi lừa đảo phổ biến là nhận tiền nhưng không giao hàng hay giao hàng không đảm bảo chất lượng, hàng nhái, hàng giả. Trong lúc này thì liệu người tiêu dùng có thể làm gì để an tâm khi mua một món hàng trên mạng? Nếu không mua từ một trang web quá nổi tiếng hay uy tín thì có một cách để kiểm tra sự xác thực của trang web đó, đó là truy cập vào địa chỉ online.gov.vn của Bộ Công Thương. Đây là cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, tại địa chỉ này thì Bộ Công Thương cũng có ghi rõ là Bộ Công Thương không đảm bảo uy tín thương mại của doanh nghiệp sở hữu website. Do đó, mức độ kiểm tra xác thực từ website này cũng có những giới hạn nhất định. Minh Vy xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với hai câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng của bản tin FNC Việt Nam. Việt Nam bắt đầu áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không rỉ nhập khẩu. Diễn biến mới nhất xung quanh vụ kháng kiện của VASEP đối với quyết định áp thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam tại Mỹ.